lớp mình, tôi cảm thấy cũng hay là cô tin gì đâu, mà tôi thấy lớp mình là như là được trời thương. Bởi vì tôi nghĩ là lớp mình có thể là đậu hết, mà có thể là sau này là gặp nhiều thành công nó lắm luôn á. Tại vì trời thương thứ nhất là được học cô nè, rồi được các thầy cô yêu mến nè, rồi được có một lớp trưởng như các quy nè, và có một cô phó như Thiên nè, đó vậy là quá tuyệt vời rồi, các bạn. Thôi Giang có kiếm sẵn rồi, giờ học tốt không?